Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Khởi tố vụ án tạm giữ hình sự 10 quái xế vụ đâm tử vong cô gái ở Hà Nội. Trưa 5 tháng 11, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cô gái 27 tuổi bị nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông tử vong. Xảy ra vào rạng sáng 3 tháng 11, ghi nhận từ báo Tiền Phong. Ngoài việc khởi tố vụ án hình sự tạm giữ 10 đối tượng liên quan, đến nay, cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án và xác minh được một số đối tượng khác. Trước đó, khoảng 0 giờ 15 ngày 3 tháng 11, chị Quy, 27 tuổi, trú tại Hà Nội, điều khiển xe máy dừng tại nút giao đèn tín hiệu Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Hoàng Kiếm, Hà Nội. Lúc này, đoàn xe máy do nhóm thanh thiếu niên, khoảng 20 đến 30 xe, di chuyển với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi theo chiều ngược lại. Bất ngờ, chị Quy bị Nguyễn Hồng N, sinh năm 2005, trú tại Tây Hồ, Hà Nội, điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Phương A, sinh năm 2005, trú tại Hoàng Kiếm, Hà Nội, tông trúng. Chưa dừng tại đó, chị Quy tiếp tục bị xe của Nguyễn Tá Minh Ca, sinh năm 2008, trú tại Thanh Trì, Hà Nội, đi phía sau N tông vào. Hậu quả chị Quy văng ra xa, tử vong tại chỗ, còn nhóm thanh thiếu niên rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến chị Quy văng ra xa, tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Phương A điều khiển xe máy chở N và K đi hai xe máy rời khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố ngay trong sáng cùng ngày đã xác minh các đối tượng liên quan. Trong đó có đối trực tiếp gây tai nạn dẫn đến nạn nhân tử vong. Hiện đơn vị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng. Mẹ cô gái bị đoàn xe máy tông tử vong khóc nghẹn kể về con, mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Chưa bao giờ tôi gọi điện mà con không nghe máy, nhưng hôm đó gọi mấy cuộc con cũng không nghe. Tôi xuống nhà ngồi ở cửa chờ nhưng không thấy con về. Bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ Quy bật khóc. Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, sáng 5 tháng 11, nhiều người thân hàng xóm tới nhà Quy, 27 tuổi, trú tại Hà Nội. Cô gái bị nhóm quái xế tông tử vong vào rạng sáng 3 tháng 11. Thắp nén nhang cho cô gái và chia buồn động viên gia đình. Ngồi trong góc cuối nhà, cô Nguyễn Thị Phượng, mẹ Quy, trên khuôn mặt hiện rõ sự buồn bã, đau đớn. Kể về lần cuối nói chuyện với con vào ngày 2 tháng 11, cô Phượng cho biết, tối hôm đó, hai mẹ con nói chuyện qua điện thoại. Quy nói, mẹ yên tâm, con về ngay bây giờ đây. Đến 24 giờ, tôi lo lắng gọi điện cho con như không được. Chưa bao giờ tôi gọi điện con không nghe máy, nhưng hôm đó gọi mấy cuộc con cũng không nghe. Tôi xuống nhà ngồi ở cửa chờ nhưng không thấy con về. Cô Phượng bật khóc. Tâm trạng bất an, cô gọi điện cho bạn hỏi là Quy về lúc mấy giờ, đi đường nào. Rồi tôi lấy xe ra đi lang thang tìm con. Lúc đến đường Hai Bà Trưng, Hoàng Kiếm, Hà Nội, cô Phượng nhận được cuộc gọi của bạn Quy hỏi biển số xe nên đã nhận ra và vội vã đến ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu. Tôi ra đến nơi thì con đã nằm ở đó rồi, người mẹ nghẹn ngào nói. Theo cô Phượng, Quy là cô con gái hiền lành, ngoan ngoãn, không biết đòi hỏi bố mẹ bất cứ thứ gì. Hiện Quy làm công việc chụp ảnh và được mọi người rất quý mến. Cô Phượng kể thời gian gần đây, Quy có bạn trai, hai gia đình cũng đến nói chuyện cho các cháu qua lại. Đợi qua ra Tết thì hai gia đình tính chuyện, nhưng giờ con tôi không còn nữa. Cô Phượng nói và cho biết, mấy ngày hôm nay bạn trai Quy rất buồn và thường tới vào buổi sáng ngồi trước di ảnh bạn gái trò chuyện. Theo cô, mấy ngày nay gia đình bận lo việc con gái, và cũng không nhận được lời động viên, chia buồn hay hỏi thăm từ phía gia đình những người gây tai nạn. Cô Nguyễn Minh Thúy, dì ruột Quy chia sẻ, Quy từ bé đến lớn là người con gái ngoan hiền, không biết đòi hỏi. Khi nghe tin cháu mất, tôi bị sốc, không thể chịu nổi. Hồi cấp 3, bố mẹ muốn mua cho Quy chiếc xe đi lại. Quy nói muốn giữ lại xe đạp đi và mong muốn bố mẹ mua cho chiếc máy ảnh để thực hiện ước mơ. Đây là lần đầu tiên cháu hỏi xin bố mẹ, cô Thúy chia sẻ. Theo cô Thúy, gia đình mong muốn cơ quan chức năng xử lý vụ việc công tâm, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Sự việc xảy ra với con tôi, gia đình rất đau xót. Chúng tôi không mong muốn những sự việc tương tự xảy ra với những gia đình khác. Người mẹ nghẹn ngào. Trước đó, khoảng 0 giờ 15 ngày 3 tháng 11, chị Quy điều khiển xe máy dừng tại nút giao đèn tín hiệu Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Hoa Kiếm, Hà Nội. Lúc này, đoàn xe máy do nhóm thanh thiếu niên khoảng 20 đến 30 xe di chuyển với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi theo chiều ngược lại.
Bất ngờ, chị Will bị Nguyễn Hồng Nờ, sinh năm 2005, trú tại Tây Hồ, Hà Nội, điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Phương A, sinh năm 2005, trú tại Hoàng Kiếm, Hà Nội, tông trúng. Chưa dừng lại ở đó, chị Will tiếp tục bị xe của Nguyễn Tá Minh Ca, sinh năm 2008, trú tại Thanh Trì, Hà Nội, đi phía sau Nờ tông vào. Hậu quả, chị Will văng ra xa, tử vong tại chỗ, còn nhóm thanh thiếu niên rời khỏi hiện trường. Từ vụ quái xế đâm tử vong người đi đường, Hà Nội cần quyết liệt xử lý. Sau vụ tai nạn khiến một người đang dừng chờ đèn đỏ tử vong, nhiều người bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt để xử lý dứt điểm nạn quái xế gây náo loạn đường phố. Tình trạng quái xế phóng xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bóp còi inh ỏi vào mỗi tối cuối tuần trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã diễn ra trong một thời gian dài. Cuối tháng 4 năm 2023, báo Vietnamnet từng phản ánh tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đánh võng, bốc đầu xe trước khu vực nhà hát lớn Hà Nội, quận Hoàn Kiếm. Tại thời điểm ghi nhận, nhiều nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy theo các chủng loại khác nhau, đi thành từng tốp với tốc độ cao, liên tục bóp còi, lạng lách đánh võng, bốc đầu trước cửa nhà hát lớn. Cá biệt, có những tốp đi khoảng 20 xe máy với hơn 30 người gây náo loạn đường phố. Tình trạng này chỉ giảm bớt sau khi Công an thành phố Hà Nội bố trí 7 tổ cảnh sát 141 hóa trang xử lý thanh thiếu niên càn quấy. Không dừng lại ở việc náo loạn đường phố, các nhóm thanh thiếu niên còn thông chốt tổ công tác đặc biệt 141. Ghi nhận vào 21:30 ngày 11 tháng 11 năm 2023, tại đường Trần Phú, quận Hà Đông, hướng từ quận Hà Đông, Thanh Xuân, nhóm 8 thanh thiếu niên đi trên 4 xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi thấy lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự ra tín hiệu dừng xe thì quay đầu bỏ chạy. Nhóm này, bất chấp nguy hiểm, luồn lách qua dòng ô tô, xe máy đang lưu thông trên đường, rồi phóng xe đi ngược chiều, tẩu thoát. Đến tháng 3 năm 2024, phóng viên Vietnamnet tiếp tục ghi nhận tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe kẹp ba, bốc đầu, lạng lách, đánh võng ở nhiều tuyến phố như Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt. Đêm 3 tháng 11 vừa qua, nhóm quái xế phóng xe máy với tốc độ cao đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong ở ngã tư Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Sinh sống trên tuyến đường nóng, xảy ra tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng. Một người dân nhà gần nút giao phố Phan Huy Chú, Trần Hưng Đạo cho biết, các hộ dân sinh nơi đây rất bức xúc. Chúng tôi phải đứng chờ để cho đoàn xe máy lạng lách, đánh võng đi qua mới dám sang đường, người này nói. Anh Mai Ngọc Thanh, quận Hai Bà Trưng cho biết, vào mỗi tối cuối tuần, thường có nhiều đoàn xe máy lạng lách, đánh võng trên đường. Cá biệt, có những đoàn đến cả trăm xe máy chạy gây náo loạn đường phố. Nhiều xe máy còn kẹp ba, lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người đi đường. Chúng tôi rất bức xúc về tình trạng này, mong cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm vi phạm, anh Thanh nói. Chị Thanh Vân, quận Long Biên cũng cho biết, tình trạng thanh thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao ở nhiều tuyến phố thuộc quận Long Biên làm người dân ở đây rất bất an. Tình trạng này đã thành vấn nạn, cần cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm, chị Vân bày tỏ mong muốn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.